Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại của Totoro-chan. Hôm nay chúng ta sẽ nghe phần tiếp theo của bộ truyện Tướng Công, mau viết hưu thư đi của tác giả Tô Hạch Nhạc, được biên dịch bởi nhóm dịch BAM Holyland. Các bạn đừng quên bình luận cảm xúc để tương tác với Chan, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Donate cho Chan qua số tài khoản ngân hàng, tài khoản PayPal hoặc số ví Momo. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41. Hai bà mối, mau trốn thôi. Đến lúc Tô Đường muốn về, Triển Dịch Chi lại thân mật đến bất ngờ, muốn đưa nàng ra tận cửa. Hỷ Thước đi bên cạnh nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, chỉ sợ hắn lại không quy không củ, đưa móng vuốt ra sờ lung tung. Vừa tới cửa, một cơn gió thu chợt ập tới, bị ngứa mũi, Tô Đường hắt hơi mạnh một cái. Mà ngay khi nàng vừa mạnh đầu, cây châm cài tóc lỏng ra, nên vừa ngẩng đầu lên thì mái tóc đen dài lập tức chảy xõa xuống. Triển Dịch Chi vừa quay đầu, nhìn thấy ngay Tô Đường đang cuống quýt túm tóc lại. Hắn ngẩn người đứng nhìn một lúc lâu, cho đến tận khi Tô Đường đi tới bên chiếc xe ngựa đỗ dưới tán cây đối diện, hắn mới lấy lại tinh thần. Ta phát hiện ra, công tử nhà ngươi rất xinh đẹp, tóc đen mềm mại, y như một mỹ nhân. Trái tim vừa thót lên tận cổ của Tiểu Mạc cuối cùng cũng bình yên quay về vị trí cũ. Rõ ràng như thế, hắn ta còn tưởng rằng thân phận của tiểu thư đã bị lộ rồi cơ chứ. Triển Dịch Chi cười, quay đầu bước đi vài bước, sau đó đột nhiên dừng lại, trợn trừng mắt nói: "Đừng nói Tô huynh thật sự là con gái nhé." Tim Tiểu Mạc lại nhảy vọt lên. "Ngài thật sự là tự dưng lại lấy lại tinh thần làm cái gì cơ chứ?" Thấy Tiểu Mạc không nói gì, Triển Dịch Chi vô cùng hưng phấn, vỗ trán nói: "Bảo sao mà mặt nàng lại trắng như vậy, tay lại mềm mại như vậy, thì ra là thế, thì ra là thế. Ma ha ha. Thầy tướng nói năm nay hoa đào của ta nở rộ, không phải là nở ngay tại tiểu thư nhà ngươi sao? Ha ha ha." Tiểu Mạc nhìn trời, nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng quyết định im lặng tránh đi. Những ngày sau đó, Tiểu Triển đại nhân không hề bận rộn bắt tội phạm nữa, ngày nào cũng đều lượn lượn lờ lờ ngoài cửa tiệm, chỉ chờ có cơ hội gặp Tô Đường. Mỗi khi Tô Đường vừa tới, hắn có việc gì liền săn đón nịnh nọt, mà không có việc gì thì cũng săn đón nịnh nọt, khiến Hỷ Thước đứng nhìn mà trợn trừng như muốn rơi cả mắt ra khỏi tròng. Lại quay lại thời điểm hiện tại, Hỷ Thước cực kỳ tức giận. "Tiểu thư của em ơi, đã bảo người đừng đi ra ngoài rồi, người còn cứ đi. Người nhìn xem, bây giờ bị người ta sàm sỡ rồi đấy. Lần này là sơ sơ tay, lần sau còn không biết là làm gì nữa. Người nên ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà ở trong phủ đi, mọi chuyện cứ giao cho Tiểu Mạc là được rồi mà." Tô Đường biết Hỷ Thước sẽ càu nhàu không thôi nên vội chạy lên xe. Trên xe có người khác, dù cô ấy có oán giận cũng sẽ chú ý giữ mồm giữ miệng hơn. Quả nhiên, vừa thấy Tô Đường bước lên xe ngựa, Hỷ Thước lập tức im lặng, chỉ giận dữ ngồi xuống bên cạnh không nói gì nữa. Thấy Tô Đường vừa bước lên, tiên tử vội vàng kéo tay nàng nói: "Con cũng muốn xuống chơi, ngồi trên xe ngựa này chẳng vui gì cả." "Con đúng là được voi đòi tiên, cho con ra ngoài là tốt lắm rồi còn gì." Tô Đường cốc nhẹ vào đầu cậu nhóc, thấy mặt thằng bé đầy vẻ bất mãn, nàng lại trêu: "Con muốn xuống cũng được thôi, ta đổi y phục nam giới để tránh người khác nhận ra, có điều ta là nữ giả nam, chẳng lẽ con là một nam tử hán lại mặc cái váy nhỏ xinh để làm nam giả nữ à?" Tuyền tử liếc nhìn ba chiếc váy rực rỡ sắc màu của ba người, cuối cùng đành cúi đầu im lặng. "Nam giả nữ gì gì đó, ghê chết thì được." Trần Lê lại sáng rực mắt: "Như vậy ta cũng xuống được sao?" Tô Đường đã sớm lường trước nàng ấy sẽ hỏi câu này, liền cười giả hoạt: "Không được không được, ta cũng không thể để cô xuất đầu lộ diện dễ dàng được, cô vẫn là tiểu thư chưa gả chồng mà." Nghe nàng nói vậy, ánh mắt Trần Lê hơi phức tạp, trầm ngâm một lát lại hỏi: "Lúc sáng phu nhân biết rõ có ta ở đó, vì sao còn..." Nói tới đây, nàng ấy lại mím môi không nói nữa. Tô Đường càng cười giả hoạt hơn, ghé sát vào nàng ấy nhỏ giọng hỏi: "Thành thật nói cho ta nghe ngay, ngươi và cái tên gì gì kia có phải là gì 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 đó không?" Thấy hai người thì thầm, Hỷ Thước ngứa ngáy khó nhịn, cuối cùng không thèm để ý là mình đang giận dữ nữa, cũng ghé lại gần nói: "Tiểu thư, gì 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 là cái gì?" "Trẻ con, đừng có xen vào việc người lớn," Tô Đường đáp. Hỷ Thước trợn trừng mắt: "Ai là trẻ con chứ, Trần cô nương cũng bằng tuổi em mà, sao nàng ấy thì là người lớn mà em lại là trẻ con?" "Đúng, em không phải trẻ con, nên sớm muộn gì cũng phải thành thân thôi." Vừa nghe thấy mấy chữ thành thân, Hỷ Thước bật nảy người lên, lôi sang một bên không nói gì nữa.
Trong lúc hai người đang trêu đùa nhau thì Trần Lê cũng thầm tính toán trong đầu. Nàng ấy vào kinh thành gần một năm rồi nhưng chưa từng đi ra ngoài. Hôm nay được xuất môn cũng chỉ có thể ngồi trong xe ngựa không được lộ mặt. Nếu muốn thoải mái đi lại như Tô Đường thì đúng là chỉ còn cách tìm một phu quân thôi. Mà hiện giờ đang có một người xuất hiện trước mắt, còn có ơn cứu mạng mình, hai người còn có quan hệ da thịt. Hơn nữa, bộ dạng người kia cũng không tồi, thân phận cũng không thấp. Nhìn là biết người đó là một người thật thà chất phác, phù hợp để chọn làm người trong lòng. Trần Lê là một người thông minh, biết rõ đạo lý cơ hội chỉ tới một lần. Sau quán này sẽ không còn điểm dừng chân, liền cân nhắc một phen rồi lấy hết dũng khí nói. Hoa rơi cố ý chỉ sợ nước chảy vô tình thôi. Nghe nàng ấy nói như vậy, Tô Đường hí hửng. Cô đừng lo, ta thấy ánh mắt hắn ta nhìn cô như vậy 8 phần là có ý với cô rồi. Nói xong, nàng lại chợt ý thức được một vấn đề. Lưu phó tướng cũng thật to gan, người phụ nữ trên danh nghĩa của mặt lạnh mà hắn ta cũng dám nhìn bằng ánh mắt đó. Tiểu tử này, có triển vọng. Trần Lê nghĩ nghĩ một chút lại nói. Thiếu phu nhân, Trần Lê có một yêu cầu hơi quá đáng. Nói nghe xem nào. Ta muốn gặp Lưu phó tướng một lần, ra hỏi ý của ngài ấy. Nếu ngài ấy không có ý gì, vậy thì thôi đi. Tô Đường nghe thấy vậy cũng á khẩu. Hay rồi, Lưu phó tướng đã to gan đến vậy, mà người này còn to gan hơn nữa. Như này chẳng phải là không cần đến bà mối mình đây phải xuất đầu lộ diện hay sao? Nghĩ vậy Tô Đường đáp, chuyện này chỉ sợ cũng không ổn lắm. Dù sao bây giờ nàng ấy vẫn là người của mặt lạnh, nếu lén lút gặp người đàn ông khác, chỉ e là không tốt. Thấy Trần Lê có vẻ hơi chán nản, Tô Đường chợt nảy ra ý khác nói tiếp, có điều ta cũng có thể sắp xếp một lần gặp gỡ tình cờ mà. Trần Lê nghe thấy vậy lại phấn chấn hẳn lên. Quay về phủ tướng quân, Tô Đường vừa xuống xe ngựa đã chạy thẳng đến thư phòng tìm bà mối họ Tống. Lúc này, bà mối họ Tống cũng vừa mới nói với Lưu Xuân hoãn chuyện cưới vợ lại, trong lòng đang rất khó chịu, mất tự nhiên. Thấy Tô Đường túm váy chạy ào vào, không có chút phong thái nào, mặt hắn liền nhăn lại. Tô Đường thấy Lưu Xuân đã ở đây, vội vàng đẩy hắn ta đi, sau đó bước tới trước mặt Tống Thế An hỏi, sao rồi, đã hỏi được chưa? Vừa đến đã hỏi chuyện này sao? Tống Thế An bất mãn sau đó đáp, rồi. Hắn ta nói thế nào? Tô Đường vô cùng hứng khởi. Tống Thế An nén giận nói, 21, chưa cưới vợ. Tốt quá, tốt quá. Hôm nay ta cũng hỏi rồi, Trần Lê người ta có ý với Lưu Xuân đấy. Thế nên là nam chưa cưới, nữ chưa gả, chúng ta tác hợp thôi. Tống Thế An nheo mắt nhìn bộ dáng đầy hưng phấn của Tô Đường, đẩy được mấy người phụ nữ của mình đi, nàng thấy cao hứng như thế sao? Tô Đường nói tiếp, nhưng mà hai người chúng ta cũng là dưa chín ép rồi, nên không nên lôi hai quả dưa khác ra mà ép chín như vậy. Vì thế ta mới đang suy nghĩ, có nên để hai người đó tìm hiểu một chút không? Tất nhiên là không thể để mất lễ nghĩa thông thường được, ta chỉ định sắp xếp cho bọn họ gặp nhau tình cờ được không? Khi trăng lên đầu ngọn liễu, người hẹn lúc hoàng hôn, bên bờ hồ Lung Trạch, hai người vô tình gặp nhau, sau đó mắt đi mày lại, việc này lập tức thành thôi. Tống Thế An không còn gì để nói, trong đầu người phụ nữ này toàn mấy thứ gì thế không biết. Tô Đường lại không thèm đếm xỉa tới nét mặt càng lúc càng khó coi của hắn, chỉ nói, cứ quyết định vậy nhé, chàng bảo Lưu Xuân tối nay tới ven hồ Lung Trạch tìm chàng, ta sẽ nhắn Trần Lê tới đó tìm ta. Hai bà mối chúng ta cứ để bọn họ tình cờ gặp gỡ dưới gió thu trên đường Ngọc đi. Ta phải chuẩn bị một chút điểm tâm, hạt dưa để ngồi xem kịch hay mới được. Thấy nàng cứ tự nói tự quyết rồi vô tư đi thẳng ra ngoài, Thống Tế An há hốc mồm. Vậy là quyết luôn rồi đấy à? Hình như hắn còn chưa kịp nói câu nào mà. Còn nữa, hai bà mối sao? Bà mối á? Khi Lưu Xuân quay đi, nhìn thấy ngay sắc mặt cực kỳ không tốt của tướng quân nhìn hắn ta chằm chằm, khiến hắn ta lo lắng đến luống cuống cả chân tay. Hôm nay tướng quân lại có chuyện gì thế? Đến khi hắn ta bận rộn phải đi, lại nghe thấy tướng quân nghiến răng nói, tối nay, lúc hoàng hôn, đến ven hồ Lông Trạch tìm ta. Vì thế khi trời chạng vạng, Lưu Xuân liền mang làn gió thu man mát, bước tới ven hồ Lông Trạch. Có điều hắn ta chờ một lúc lâu cũng không tìm thấy ai, trong lòng chẳng hiểu ra sao, đành phải ngẩng đầu ngắm hoàng hôn, cúi đầu nhớ y phục, biết làm sao được. Nhìn hồ nước này hắn ta lại nhớ đến hình ảnh ngày đó hắn ta cứu người, nghĩ thêm một chút, lại nhớ về bộ xiêm y không biết có còn lấy lại được kia hay không. Đau lòng quá đi. Đúng lúc này, sau lưng vang lên tiếng động khe khẽ, Lưu Xuân quay lại, nhìn thấy Trần Lê mặc một chiếc váy lụa đỏ màu hải đường.
thướt tha yêu kiều bước trong ánh hoàng hôn tới. Lưu Xuân nhìn đến ngẩn người, ánh mắt vô cùng nóng bỏng, vì hắn ta đã nhìn thấy trên tay nàng ấy đang cầm chiếc áo choàng mà hắn thương nhớ bấy lâu nay. Bắt gặp ánh mắt nóng rực của hắn ta, Trần Lê ngượng ngùng đỏ mặt, cúi đầu mỉm cười bước tới nói: "Chiếc áo choàng này ta đã giặt sạch, vốn muốn trả lại cho ngài nhưng cứ không tìm được cơ hội, nên hôm nay ta định đưa cho thiếu phu nhân, lại nhờ tướng quân trả lại cho ngài. Không ngờ tình cờ gặp ngài ở đây, thần tốt quá." "Chỉ là một chiếc áo choàng mà thôi, đâu cần vội vàng thế, không trả cũng không sao đâu." Tuy là nói như vậy, nhưng tay hắn đã đưa ra đón lấy rồi. "Ôi, chiếc áo yêu quý nhất của ta." Thấy hắn ta không nói gì thêm nữa, Trần Lê nghĩ nghĩ một chút rồi ngồi xuống phiến đá cạnh hắn ta, tìm chủ đề nói: "Sao ngài lại ở đây?" "À, tướng quân bảo ta tới đây gặp ngài ấy, nhưng đợi mãi cũng không thấy ai." Lưu Xuân ngửi thấy hương thơm của con gái thoang thoảng bên người, mặt hơi nóng lên, bất giác dịch ra xa một chút. Trần Lê lại xích lại gần hơn một chút. "Vậy ta chờ cùng ngài nha." Lưu Xuân lại nhích xa ra, nhìn trời. "À, ta chờ một mình cũng được rồi." Liếc thấy vành tay hắn ta cũng đỏ ửng lên, Trần Lê nhoẻn miệng cười, chỉ coi mấy lời này của hắn ta là do ngượng ngùng mà thôi, lại thăm dò: "Tối nay trời hơi lạnh nhỉ?" Nói xong, nàng ấy nhìn chiếc áo khoác trên tay hắn ta, nếu hắn ta có lòng, nhất định sẽ khoác áo cho nàng. Ai mà ngờ, Lưu Xuân cúi đầu nhìn một chút, nghĩ nghĩ, rồi đáp: "Đúng là hơi lạnh thật." Nói xong, hắn vung tay khoác áo lên người mình, vừa mặc vừa nói: "Nên mặc vào thì hơn, đỡ bị cảm lạnh." Trần Lê thấy thế, mặt tái mét đi. Một lúc lâu sau, nàng ấy quyết định sát tới hỏi thẳng thừng: "Lưu phó tướng, ngài có bằng lòng cưới ta không?" Lưu Xuân vội vàng dịch người ra, chợt nghe câu này thì hắn ta ngây cả người. Đến khi tỉnh lại thì thân thể đã lảo đảo một cái rồi ù một tiếng, hắn ta lại sợ đến mức ngã thẳng xuống hồ. Trần Lê hoảng hốt, vội vàng chạy tới kéo hắn, sau đó mất sức của chín châu hai hổ mới kéo được Lưu Xuân lúc này hồn phách đã bay lên mây, lên trên bờ. Cô nương, đừng có tùy tiện đùa cợt như thế, để tướng quân biết được thì làm thế nào bây giờ, không ổn lắm đâu." Lưu Xuân lạnh đến mức run lên cầm cập. Trần Lê nghe thế thì liền bực bội: "Ai đùa với chàng, ta chỉ hỏi chàng có bằng lòng cưới ta không cơ mà." Lưu Xuân vẫn kinh hãi nói: Ta làm sao mà cưới nàng được, nàng là người của tướng quân mà." "Nếu ta không phải là người của tướng quân, chàng có bằng lòng cưới ta không?" Trần Lê dồn ép. "Nhưng nàng là người của tướng quân." Lưu Xuân vẫn khăng khăng không chịu hiểu. Trần Lê tức đến không chịu nổi, coi như nàng ấy hiểu rồi, Lưu phó tướng này rất cổ hủ, phải dùng chiêu mà thiếu phu nhân bày trò mới được. Nàng ấy bước tới bên hồ nói: "Chàng đã cứu ta, có va chạm da thịt với ta, bây giờ tướng quân chê ta rồi, nếu chàng không muốn cưới ta thì thôi, để ta nhảy xuống hồ tự vẫn cho xong." Nói xong, nàng ấy làm ra vẻ muốn nhảy xuống. Lưu Xuân thấy vậy cuống cuồng lao tới giữ nàng ấy lại: "Trần cô nương, đừng nhảy nữa, nước lạnh lắm, bị ngấm lạnh sẽ ốm đó." "Đến mạng sống ta còn không cần, quan tâm gì chuyện ốm với không ốm." Nàng ấy lại vùng ra định nhảy. "Nhưng nàng còn trẻ thế này sao lại không muốn sống nữa chứ?" Lưu Xuân kéo tiếp. "Vì chàng không muốn cưới ta." Trần Lê vẫn muốn nhảy. "Ta cũng chưa nói là không muốn cưới nàng mà." Lưu Xuân kéo nàng không buông tay. Trần Lê dừng lại. "Chàng bằng lòng cưới ta sao?" "Hả? Ta nói thế à?" Mặt Lưu Xuân trở nên mơ hồ. Trần Lê nghe vậy, liền dậm chân chạy về phía bờ hồ. Lưu Xuân luống cuống tay chân, để ngăn ngừa hậu hoạn, hắn ta liền nhấc bổng nàng ấy lên vai, khiêng ra xa khỏi hồ. "Nàng đừng nhảy hồ nữa, ta lập tức đi gặp tướng quân cầu thân là được." Lưu Xuân rất sợ Trần Lê lại dồn ép, liền vội nói luôn. Thật ra hắn ta vẫn cảm thấy cô nương này rất đặc biệt, nhưng vì nàng là người của tướng quân, nên hắn cũng không dám nghĩ gì nhiều. Hiện giờ cô nương tốt như vậy lại đòi sống đòi chết vì muốn gả cho mình, đúng là chiếc bánh to từ trên trời rơi xuống. Không biết tướng quân có đồng ý không? Có điều, hiện giờ hắn ta cũng chẳng nghĩ được nhiều như thế. Đây là chuyện liên quan đến mạng người rồi. Tướng quân muốn mắng muốn chửi thì cứ mắng cứ chửi đi thôi. Nghĩ vậy, Lưu Xuân bảo Trần Lê về thay y phục trước, còn mình thì đầy vẻ bi tráng chạy tới thư phòng. Thấy hai người đều đi rồi, Tô Đường trốn sau núi giả lập tức đẩy mạnh Tống Thế An, bị nàng kéo tới xem kịch ra. "Chàng mau về đi, Lưu Xuân đi tìm chàng đấy." Xem hết màn vừa rồi, sắc mặt Tống Thế An đen kịt. Thứ nhất,
Bình thường Lưu Xuân thông minh lắm mà, sao vừa động vào chuyện nam nữ đã ngu ngốc như vậy rồi chứ? Thứ hai, hắn thế này là sao đây? Trơ mắt nhìn thủ hạ của mình lén lút hẹn hò đính ước với người phụ nữ của mình sao? Khi hắn nghe thấy Tô Đường nói câu, vốn còn muốn xem cảnh hạnh phúc ngọt ngào, ai ngờ vẫn phải nhìn thấy cảnh dọa tự vẫn. Biết vậy đã không bày cho Trần Lê rồi, thì mặt hắn đã đen đến mức không thể nhìn nổi nữa. Vậy là toàn bộ câu chuyện này đều do cô nàng này xúi giục à? Tống Thế An buồn bực quay về thư phòng, quả nhiên thấy Lưu Xuân ướt đẫm cả người đang đứng chờ hắn. Vừa thấy tướng quân xuất hiện, mắt Lưu Xuân sáng rực lên, sau đó lại ảm đạm xuống. Tướng quân, ta có chuyện muốn cầu. Chuẩn. Tống Thế An đáp nhanh gọn. Dạ. Lưu Xuân ngẩn người, hắn ta còn chưa nói gì cả mà. Tống Thế An liếc nhìn hắn ta, lạnh lùng nói, mau cưới nàng về cho ta. Đi ra tới cửa, trong lòng Lưu Xuân thầm nghĩ, tướng quân quả là tướng quân, dụng binh như thần, dự liệu cũng như thần. Chương 42, rượu thơm cũng sợ ngõ sâu. Lại nói lo liệu chuyện chung thân đại sự của Trần Lê xong thì nguyệt sự của Tô Đường cũng đến ngày hết, không còn cái cảm giác hơi chút là đau bụng, khiến Tô Đường cảm thấy vô cùng thoải mái. Lại thấy tiệm điểm tâm náo náo nhiệt nhiệt sắp khai trương, tâm trạng thật sự rất tốt. Có điều, nàng cũng không có cách nào để trốn đi mỗi ngày, sắc mặt của mặt lạnh bắt đầu hơi khó coi, hơn nữa còn cả lão thái thái ở viện Phúc Thủy nữa chứ. Mỗi sáng khi Cẩm Tú cô đưa tổ yến thượng hạng tới còn nói thế này, lão phu nhân nói tiểu thiếu gia đang tuổi cần dạy bảo nhiều, không nên rong chơi suốt ngày như thế. Nhìn xem, lão thái thái lợi hại cỡ nào chứ, không nói thẳng là cháu không đúng, lại chỉ nói bóng nói gió một chút, nhưng mà biểu đạt ý tứ hàm xúc cũng giữ thể diện cho nhau. Chà chà, gừng càng ra, thật là cay. Vì thế, tuy trong lòng Tô Đường không ngừng nhung nhớ ngoài kia, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoan ngoãn ngoãn nghe lời ngồi trong phủ, thỉnh thoảng lắm mới chạy ra ngoài một lần. Ở trong phủ cũng rất nhàm chán, đành phải rảnh rỗi thì đốc thúc tuyên tử học bài, không có việc gì nữa thì giả vờ giả vịt đi tra xét một vòng. Mấy ngày này thật đúng là sống một ngày mà dài như một năm. Có điều người ở trong phủ, tâm lại ở ngoài, mối liên hệ với tiệm điểm tâm cũng không thể ngắt quãng được, đã không thể tự cưỡi ngựa ra trận, đương nhiên phải phái tiểu tướng đắc lực, vì thế hỷ thước lại được trưng dụng. Tô Đường nghĩ, để hỷ thước ra mặt, vừa có thể truyền lời cho tiểu mạc, cũng có thể biết được tiến triển của tiệm điểm tâm kịp thời, bên cạnh mình cũng bớt chút ồn ào, thậm chí còn giúp tiểu mạc có nhiều cơ hội hơn, đúng là một mũi tên trúng đến bốn con chim. Những ngày tháng buồn tẻ trôi qua rất chậm, nhưng ít nhiều gì cũng đã qua được 7-8 ngày rồi. Đương nhiên cũng là thời điểm xả hơi thư giãn. Vì sao nói là đương nhiên? Thì lý do của Tô Đường là tuyên tử luyện chữ rất tiến bộ. Để khen thưởng, đương nhiên là muốn dẫn cậu nhóc ra ngoài du ngoạn một chút rồi. Ông Thế An nghe vậy đồng ý. Lão Thái Thái nghe vậy cũng đồng ý. Vì thế Tô Đường dậy rất sớm, kích động lên xe ngựa, đi thẳng đến tiệm điểm tâm. Tới nơi, nàng lại cải trang nam giới xuống xe, nhìn vẻ mặt bất mãn của tuyên tử bị bỏ rơi lại trên xe, nàng lại phân phó phu xe đưa cậu nhóc đi dạo một vòng, cũng để thực dược đi cùng luôn. Trong cửa tiệm đã rất náo nhiệt, nha hoàn sai vặt mặc áo trắng, sạch sẽ gọn gàng, lúc này đang sắp xếp đồ này đồ kia ngăn nắp, trên mặt mỗi người đều đầy vẻ nhiệt tình. Tiểu Mạc mặc chiếc áo dài nam của trưởng quầy, đứng thẳng lưng ra vẻ người lớn. Nhưng khi nhìn thấy Tô Đường bước vào, hắn ta lại khom người theo bản năng, mặt tươi cười. Nhìn thấy hỷ thước sau lưng nàng, hắn ta lại hơi thẳng người lên một chút. Tô Đường nhìn thấy hết, nhưng chỉ cười không nói. Lại thấy hỷ thước vẫn ngây ngô cười không biết gì. Nàng khẽ lắc đầu, đến bao giờ nha đầu kia mới mở mang được không biết. Thấy mọi người đều đang bận rộn, Tô Đường cũng không làm phiền, kéo Tiểu Mạc ra một góc ngồi nói chuyện. Còn chưa được hai câu thì một chiếc xe ngựa lại dừng ngay trước cửa. Nhìn Trần Lê bước xuống từ xe ngựa, Tô Đường hơi buồn cười. Nàng ấy mặc nam trang nhưng lại quên không bó ngực, đi đứng cũng lộ hết cả ra dáng vẻ phụ nữ. Qua nhiều ngày tiếp xúc, Trần Lê và Lưu Xuân đã rất thân thuộc. Tô Đường suy nghĩ cũng sắp thành chuyện tốt rồi, nên mới nhận Trần Lê làm nghĩa muội trước, sau đó ấn định hôn kỳ vào một tháng sau. Mà cứ để nàng ấy ở lại phủ tướng quân cũng không ổn, nên mới tìm một tiểu viện nhỏ ở gần đó cho nàng ấy. Kể từ đó, Trần Lê có đi ra ngoài lo việc này việc kia cũng dễ dàng hơn. Đối với việc vị hôn thê của mình rảnh một chút, lại ngồi xe ngựa đi dạo, Điều Xuân cũng không so đo gì, chỉ dặn nàng ấy đi cùng nha hoàn, nên cẩn thận một chút. Điều này khiến Tô Đường vô cùng tức tối. Vì sao mặt lạnh lại không thể tâm lý như vậy chứ? Tì tì. Cắm Tô Đường, Trần Lê rất vui mừng, lấy từ trong tay áo ra một quyển sổ nhỏ nói.
Đây là các loại điểm tâm của cửa tiệm chúng ta mà tỷ bà muội viết ra. Tô Đường mở ra, nhìn thấy những dòng chữ nhỏ xinh này liền xấu hổ. Chữ của nàng đúng là không có mặt mũi nào mà xuất hiện. Xem kỹ một lần, Tô Đường khẽ gật đầu, rất hài lòng, nói: đang vào thu trời hơi man mát, điểm tâm có thể giữ được hơi lâu một chút, cho nên cũng có thể làm nhiều hơn. Những món phải ăn ngay lúc nóng cũng có thể làm nhiều hơn. Mấy thứ thông thường như bánh đậu xanh, bánh đậu đỏ, bánh vừng, bánh hoa quế, bánh hạt dẻ, bánh mứt táo, bánh bách quả hương, bánh bẻng, xốp đào này, tiểu mạc, để phải thay đổi đa dạng một chút trên công nghệ truyền thống đấy. Vừa lúc ta cũng nảy ra chút ý tưởng, lát về sẽ viết cho đệ. Còn về bánh ngọt từ hoa và dược của A Lê thì chi phí khá cao. Vừa khai trương nên không cần làm nhiều, tạm thời chỉ chọn 4 năm loại thôi. Sau này làm ăn khá hơn thì cứ 7 ngày đổi món mới một lần. Thật ra hiện giờ các loại bánh nướng, bánh hấp mới là nguồn thu chính của cửa tiệm chúng ta. Nhân bánh phải làm thật mới, thật sạch, nhưng nhất định phải nhớ rõ số lượng làm ra mỗi ngày, chỉ làm ít không làm nhiều. Vì sao lại thế? Không phải là nên làm càng nhiều càng tốt hay sao? Tô Đường đang nói, thấy có người ngắt lời mình, liền ngẩng đầu nhìn, đã thấy ngay Triển Dịch Chi không biết đến đây từ bao giờ. Lúc này đang đứng sau lưng nàng, ánh mắt đầy tình cảm. Tô Đường rùng cả mình. Từ sau lần bị lộ tướng đó, vị Triển đại nhân này tự dưng rất nhiệt tình với nàng, thật sự khiến người ta nuốt không trôi. Sao huynh lại tới đây? Tô Đường hỏi. Triển Dịch Chi khẽ cười dịu dàng nói, biết nàng đến nên ta tới. Tô Đường lạnh người, tuy nàng rất có thành kiến với mặt lạnh, nhưng hiện giờ ít nhiều gì nàng cũng coi như là gái đã có chồng, không thể để một người đàn ông cứ mắt đi mày lại với mình thế được. Vì thế Tô Đường quyết định, chờ một lúc nào có cơ hội sẽ phải nói rõ ràng với hắn ta. Nhìn bộ dạng đánh mắt đưa tình của Triển Dịch Chi, Hỷ Thước cũng tức đến sì khói đầu, lao tới đẩy hắn ta ra, lớn tiếng nói, Triển đại nhân, ta vừa mới ăn điểm tâm xong, không thể lãng phí được. Người này càng ngày nói chuyện càng ghê tởm. Hả? Triển Dịch Chi bị đẩy ra, sau khi đứng vững lại, mặt hắn cũng ngẩn ra. Tiểu Mạc hiểu ngay ý khác trong câu nói của Hỷ Thước, thấy cô ấy thất lễ vội đánh lạc hướng nói, à, vì sao chỉ nên làm ít mà không nên làm nhiều là thế này? Ít sẽ có người mua được, có người không mua được, mà người mua được nhìn thấy người không mua được sẽ cảm thấy đắc ý, sẽ cảm thấy điểm tâm mà mình mua được ăn ngon cực kỳ. Còn người không mua được thì sao? Nhìn thấy người mua được khen không ngất lời, sẽ luôn luôn tơ tưởng ngày hôm sau nhất định sẽ vội vàng tới đây. Số lượng bán ra mỗi ngày phải ít hơn số lượng người mua một chút mới có thể dẫn được nhiều người hơn. Cũng giống như bình thường chúng ta dùng bữa, nếu số lượng món ăn mà mình thích quá nhiều, ăn đến no nê, ăn đến phát ngấy, thì lần sau ăn sẽ không thấy thích như lần trước nữa. Nhưng nếu chỉ ăn no đến 7-8 phần, đương nhiên sẽ khiến người ta vô cùng thèm thuồng, muốn nếm lại lần nữa. Triển Dịch Chi chưa từng nghe thấy cách kinh doanh như vậy, không khỏi bật cười rồi khen ngợi, đúng là cao kiến. Tiểu Mạc cười nói, những điều này đều là do tiểu thư nhà ta nghĩ ra đấy. Triển Dịch Chi nghe thế, ánh mắt nhìn Tô Đường càng nóng bỏng hơn. Tô huynh, thật bản lĩnh. Tô Đường gượng cười, quá khen quá khen. Sau đó nói với Tiểu Mạc, lần trước có nói 3 ngày nữa là ngày hoàng đạo, thích hợp để khai trương. Nơi này của chúng ta đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Đều xong cả rồi ạ. Bột gạo đã được xay nhuyễn, nhân bánh cần ướp và sơ chế cũng đã được cho vào hũ đậy kín rồi. Mấy món điểm tâm làm mất nhiều thời gian thì đám tiểu nhị đã bắt đầu làm. Còn có một vài món phải làm đúng ngày thì nguyên liệu cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Giờ chỉ cần chờ khai trương nữa là thôi. Tiểu Mạc trả lời. Vậy còn tờ giấy dầu kia đã chuẩn bị xong chưa? Có viết mấy chữ ta dặn chứ? Tô Đường lại hỏi. Đều đã chuẩn bị xong hết rồi ạ. Triển Dịch Chi ở bên cạnh nghe vậy liền thắc mắc. Viết chữ gì? Tô Đường cười giả hoạt, bí mật. Ngay cả ta cũng không thể nói được sao? Triển Dịch Chi tỏ vẻ bị tổn thương. À, Tô Đường nghĩ một chút rồi đáp. Không thể, đây là điểm đặc sắc nhất của bản tiệm, tạm thời chỉ có thể giữ bí mật. Có điều 3 ngày sau sẽ công bố rồi, xin chuyển huynh kiên nhẫn chờ đi. Nếu Tô Huynh đã nói vậy thì ta cũng không hỏi nhiều nữa. Triển Dịch Chi nói. À, phải rồi, vừa rồi khi ta trên đường đến đây, thấy tiệm Vinh Ký làm ăn rất náo nhiệt. Nói tới đây Trần Lê lộ vẻ lo lắng. Tô Đường nghe vậy cũng nhíu mày. Cứ tưởng tên trưởng quầy Vinh Ký chỉ là cái thùng rỗng kêu to, không ngờ cũng có chút thủ đoạn làm ăn. Gã đi mời hết các sư phụ làm điểm tâm của các tiệm lớn, vì thế hương vị của quán rất đa dạng.
rất phù hợp với tâm lý theo đuổi cái mới cái lạ của người dân ở kinh thành. Hơn nữa, ban đầu, cái áp dụng chính sách lại ít tiêu thụ nhiều, nên thu hút được rất nhiều khách hàng. Vậy thì phải làm sao? Triển Dịch Chi hỏi. Tô Đường nói tiếp, nếu cứ cạnh tranh về giá cả với bọn họ thì chúng ta không đấu nổi, chỉ có cách tự cải thiện chính mình thôi. Bọn họ có nhiều hương vị, chúng ta nhiều chủng loại, coi như là ngang sức ngang tài. Nhưng cũng may là chúng ta đổi mới rất nhanh. Ta thấy bọn họ khai trương đến nửa tháng rồi, nhưng đều là mấy món đó. Khách hàng ăn lâu cũng khó tránh khỏi cảm giác chán ngấy. Vì thế ở điểm này, chúng ta lại hòa nhau. Hiện giờ mấu chốt nhất là địa điểm, rượu thơm không sợ ngõ sâu, nhưng cũng phải khiến mùi hương lan tỏa ra ngoài mới được. Vậy phải làm thế nào mới có thể làm cho nó bay ra ngoài ạ? Hỷ Thước nghi hoặc hỏi. Mọi người đều nhìn về phía Tô Đường. Tô Đường gõ nhẹ tay lên mặt bàn, cười rất bí hiểm. Tiểu Mạc, để sai người lấy khoảng 100 tờ giấy. Bên trên viết, tiệm mới khai trương khuyến mãi điểm tâm mua 3 tặng 1, còn có quà tặng rất bất ngờ. Rồi tìm mấy đứa trẻ con, ngày khai trương sai chúng nó vắt mấy tờ giấy đó trên con đường phố sầm uất. Đương nhiên, tại cửa tiệm của chúng ta cũng cần phải đặt một tấm biển quảng cáo dễ nhìn thấy rồi. Triển Dịch Chi sờ cằm suy nghĩ, cuối cùng không khỏi khen ngợi. Ý kiến hay, không hổ là Tô huynh. Vậy ta có thể làm được gì không? Tô Đường cười nói, đương nhiên có việc phiền đến Triển huynh rồi. Triển huynh ở kinh thành rất có nhân duyên, rất thân quen với trưởng quầy các khách điếm, cửa tiệm, tiệm rượu. Vì thế ta muốn nhờ Triển huynh thương lượng với những trưởng quầy đó để cho chúng ta đặt một số tờ giấy quảng cáo như vậy trong tiệm của bọn họ. Nơi này có lưu lượng người rất đông, người nhìn thấy đương nhiên cũng nhiều, vì thế khách hàng tiềm năng cũng nhiều hơn. Khi chưa xuất giá, Tô Đường định mở tiệm điểm tâm ở kinh thành cũng đã nghĩ tới cách này, nhưng lúc ấy chỉ cảm thấy ý tưởng này hơi viển vông, đất khách quê người, trưởng quầy người ta việc gì mà phải quảng cáo hộ mình chứ. Nhưng giờ thì khác rồi, có Triển Dịch Chi này ở đây, tất cả những việc đó đều có thể. Chỗ dựa của hắn ta rất vững chắc, mạnh mẽ, khả năng thuyết phục không sợ rách miệng của hắn ta cũng rất mạnh mẽ, mà khả năng kết thân làm quen của hắn ta lại vô cùng mạnh mẽ. Tô Đường đã tính, dù trưởng quầy không thích thì Triển Dịch Chi cũng có thể cố tình dán mấy tờ giấy lên tường nhà người ta. Triển Dịch Chi nghe vậy cũng sáng mắt lên. Cao kiến, đúng là cao kiến. Được, việc này cứ giao cho ta. Ta nhất định sẽ dán giấy tuyên truyền của tiệm ta lên tất cả các khách điếm, tiệm rượu, tiệm cơm trong toàn thành này. Móa ha ha. Tô Đường còn đang suy nghĩ chuyện khác. Dán giấy quảng cáo chỉ là bước đầu tiên. Sau này có cơ hội còn có thể liên kết với các trưởng quầy đó để bọn họ phân phối độc quyền điểm tâm của nhà mình. Dù sao ở đó cũng sẽ có khách gọi điểm tâm để ăn. Đến lúc đó, mình cũng có thể dựa trên số lượng họ tiêu thụ để trích phần trăm. Hai bên cùng có lợi, mọi người đều vui vẻ. Ha ha, đến lúc đó, cả thành đều là điểm tâm nhà mình, tương lai thật là tốt đẹp. Đúng lúc này, Triển Dịch Chi chợt nhớ tới một vấn đề. Cửa tiệm này của chúng ta tên là gì? Vừa dứt lời ngoài cửa có người gọi, Mạc trưởng quầy, bảng hiệu đưa tới rồi. Mọi người nhận xong, đặt bảng hiệu lên bản, xé tấm giấy dầu bên ngoài ra, chỉ nhìn thấy bốn chữ nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh. 43. Hoa đào nở thật quá nghiệt chướng. Chỉ thấy bên trên có bốn chữ ngay ngắn, thêm một phần nữa. Mọi chuyện trong cửa tiệm đều đã được chuẩn bị ổn thỏa. Tô Đường lập tức muốn nói chuyện với Triển Dịch Chi cho rõ ràng. Vài lần gặp mặt, nàng đã cảm nhận được sâu sắc rằng vị tiểu triển đại nhân này có sự nhiệt tình bất thường với mình, khiến nàng sắp không chịu nổi nữa rồi. Hiện giờ nàng là gái đã có chồng, nhìn bộ dạng cam tâm tình nguyện đó của hắn, nàng cũng không thể cứ giả vờ không biết được. Sau này hai người còn chạm mặt nhau nhiều, nếu không sớm nói cho rõ, chỉ sợ sau này sẽ phiền phức rối rắm hơn. Ôi ôi, một người đàn ông hóm hỉnh hài hước, tuấn tú phi phàm lại phong độ người người như vậy, giờ lại phải đẩy ra, thật là quá tàn nhẫn mà. Tô Đường nhìn trời, hoa đào của đời ngài sao lại nở một cách nghiệp chướng như vậy chứ? Dưới ánh mắt trợn trắng của Hỷ Thước, Tô Đường kiên quyết kéo Triển Dịch Chi vào một góc, muốn nói nhưng lại nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Triển Dịch Chi cũng rất kích động, nhìn vẻ mặt do dự của Tô Đường vô cùng sán lạn cười. Tô huynh muốn nói gì với ta? Biểu cảm kia, ánh mắt kia đúng là cực kỳ chờ mong. À, chuyện đó, Triển huynh này. Tô Đường nghĩ lại nghĩ, cuối cùng quyết định nói thẳng. Triển huynh, ta có một việc vẫn luôn muốn nói với huynh. Chuyện gì? Triển Dịch Chi khẩn trương nói. À, thì lần trước ta có nói là gia đình ta rất nghiêm khắc, không cho buôn bán. Thật ra cũng không chính xác.
Hay nên nói là cũng không phải cha ta không đồng ý. Tô Đường cân nhắc nói, ta biết, thật ra nguyên nhân là vì nàng là con gái không tiện xuất môn. Triển Dịch Chi ra vẻ thấu hiểu. Tô Đường cảm thấy da đầu mình tê dại. Đương nhiên đó cũng là một trong những lý do, nhưng quan trọng nhất là nhìn gương mặt vui mừng của Triển Dịch Chi, Tô Đường thật sự cảm thấy thật khó có thể nói ra được sự thật, nhưng không nói ra thì quá tàn nhẫn, nên nàng lấy hết dũng khí cắn răng nói, Triển huynh, ta đã có phu quân rồi. Triển Dịch Chi nhìn Tô Đường trợn tròn mắt, nụ cười cứng lại. Cái gì rách vậy? Cái gì vỡ thế? Quá tàn nhẫn! Một lúc lâu sau, tim gan Triển Dịch Chi nát bấy, mặt đầy vẻ đau khổ nói, sống hơn 20 năm nay, khó khăn lắm mới nở được một đóa hoa đào, lại là vợ của người khác. Ông trời ơi! Nói xong, hắn ta ôm lệ mà chạy mất. Tô Đường nhìn vị tiểu triển đại nhân nhanh như chớp đã không thấy bóng đâu, cũng trợn tròn mắt. Có cần phải yếu đuối như vậy không? Có cần phải chạy nhanh như thế không chứ? Nàng còn cả bụng những lời an ủi chưa kịp nói mà. Ai ngờ, chờ đến khi Tô Đường chuẩn bị rời đi, triển đại nhân lại nhanh như chớp quay trở về. Chỉ thấy hắn ta nghiêm trang nói, Tổ huynh, ta chờ nàng ly hôn. Nói xong, hắn lại xoay người chạy mất, mang trên mặt một vẻ bi tráng. Đột ngột đến rồi lại đột ngột đi, nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn ta, Tô Đường đứng nửa ngày cũng không kịp phản ứng. Triển Dịch Chi rất đau lòng, rất rất đau lòng. Từ nhỏ trong nhà đã quản lý hắn ta rất nghiêm ngặt, sợ hắn ta giống đường ca của mình, phóng túng quá độ mà chết. Nên liền đẩy hết tất cả nha hoàn bên cạnh hắn đi, khiến hắn ta cực kỳ khó có dịp gần nữ sắc, gần như thành hòa thượng. Lão triển đại nhân còn cảm thấy như vậy là chưa đủ, suốt ngày bắt hắn ta tu tâm dưỡng tính, không ngừng ra giả lý luận, giáo huấn bên tai hắn ta rằng phụ nữ là tai họa, 10 năm như một, ôi 10 năm như một. Dưới thủ đoạn sắt đá của lão triển đại nhân, triển hòa thượng qua 16 tuổi cũng không có bà mối nào dám tới cửa làm mai. Vì sao à? Điều này không phải rất đơn giản sao? Làm gì có cô nương nào lại thích đi vào cái nhà coi phụ nữ như kẻ thù thế chứ? Sau đó, khi triển hòa thượng dần dần hiểu chuyện, bắt đầu không muốn làm hòa thượng nữa, thì lại nảy sinh vấn đề khác. Ở trong cung vài năm đã huấn luyện cho hắn ta một ánh mắt cực kỳ khủng hoảng. Vì thế, nhìn ai cũng cảm thấy không hợp với mình. Cứ thế, cứ vậy. Hắn ta cứ duy trì cuộc sống độc thân suốt nhiều năm trời. Cho tới tận một ngày nào đó, gặp vị Tô huynh này, rồi đến một ngày nào đó, hắn ta phát hiện ra vị Tô huynh này là con gái. Rồi lại đến một ngày nào đó, vị nữ Tô huynh kia lại tự nói với hắn rằng nàng đã thành thân. Ông trời ơi, có cần phải nghiệt ngã như vậy không? Hiếm lắm mới vừa mất một người, ông đây dễ dàng lắm sao? Phải tìm người kể khổ thôi. Triển Dịch Chi vừa đi đường vừa nghĩ, bất chi bất giác tới cửa bộ binh. Nhìn cái con sư tử đá uy nghiêm phục phục hai bên cửa, hắn ta không khỏi nhớ tới vẻ mặt cũng oai phong, nghiêm túc như thế của người nào đó. Thôi được, đi nhìn cái bản mặt quan tài của hắn để kể khổ cũng được. Triển Dịch Chi lập tức đi vào, thủ vệ nhìn thấy cũng không ngăn cản. Ngay cả hoàng cung, vị này cũng đều ra vào thoải mái chứ đừng có nói là cửa bộ binh. Tống Thế An đang tập trung tinh thần phê duyệt công văn, đột nhiên mí mắt giật liên tục, tâm trạng bắt đầu bất an. Mà chờ đến khi nghe tiếng bước chân quen thuộc kia, toàn thân hắn đều căng thẳng. Quả nhiên, một giọng nói kéo dài nhanh chóng bay tới. Cháu trai ơi! Thị vệ ở bên cạnh nghe tiếng gọi này đều vặn vẹo cơ mặt, cơ thể run lên. Rất rất buồn cười, nhưng mà nhìn sắc mặt của tướng quân kìa, không có ai dám cười cả. Tống Thế An biết ngay hắn ta sẽ mở đầu bằng mấy lời đó, thấy hắn ta bước vào liền nghiêm mặt nói, chú ý hoàn cảnh. Triển Dịch Chi nghe thế liền quy củ hẳn, giả vờ giả vịt hành lễ theo kiểu quan trường. À, chào Tống tướng quân. Có điều vừa hành lễ xong, thấy thị vệ lui hết xuống, hắn ta lại lập tức bổ nhào vào người Tống Thế An gào khóc. Cháu trai ơi, ông trẻ của cháu khổ sở quá đi. Ông trẻ. Khóe miệng Tống Thế An run lên, trong lòng đau khổ đến dị thường. Trong các kiểu xưng hô, hắn hận nhất là cái này. Một người nhỏ hơn hắn 7 tuổi còn luôn mang vẻ bất cần đời như vậy, mà thân phận lại cao hơn hắn đến 2 bậc. Mỗi một lần gặp nhau trong các dịp trọng đại của gia tộc, hắn đều phải vô cùng cung kính gọi ông trẻ. Mà vị ông trẻ này lại không hề có tính tự giác chút nào cả, lần nào cũng không thèm để ý gì, gọi thẳng thừng hắn là cháu trai.
Lúc này vị ông trẻ kia còn đang không hề có chút phong thái của bậc trưởng bối nào, nằm úp sấp trên mặt bàn của hắn, mặt đầy vẻ bi thương. Tống Thế An còn suýt bẻ gãy cả cây bút đang cầm trong tay mình. Ông lại làm sao? Tống Thế An bình tĩnh hỏi. Cháu trai, con tim nhỏ của ông đã tan nát rồi. Đừng có gọi ta như thế. Tống Thế An thật sự không nhịn được. Ôi Thế An à, Triển Dịch Chi rất vâng lời. Sao cháu không hỏi xem rốt cuộc ông đã xảy ra chuyện gì chứ? Cháu chẳng quan tâm đến ông trẻ của cháu gì cả. Trong lòng Tống Thế An như rướm máu, nghĩ chút lại hỏi. Làm sao? Tỏ tình thất bại à? 2 ngày trước hắn ta còn cao hứng bừng bừng chạy tới nói là đã tìm được tình yêu đích thực. Có điều, Tống Thế An không có ý kiến gì về mấy chuyện này. Vì cứ cách một thời gian ngắn, hắn ta lại nói một câu như vậy. Mà rõ ràng là cho đến hiện giờ, tình yêu đó cũng không phải là thực sự. Triển Dịch Chi ngẩng đầu nghiêm trang nói. Không phải là thất bại, mà là thất bại hơn cả thất bại. Tống Thế An nhướng mày. Triển Dịch Chi xé tờ giấy tuyên thành bên cạnh, yêu thương nói. Đến hôm nay ông mới biết, nàng đã thành thân rồi. Tống Thế An không còn gì để nói. Thế này thì có vẻ rất thất bại thật. Triển Dịch Chi thở dài. Người kết hôn ta còn chưa xuất hiện. Ta xuất hiện rồi, người đã kết hôn. Quá nghiệt ngã, quá tàn nhẫn. Chân trời chỗ nào mà không có cỏ tươi. Nhìn dáng vẻ vô cùng bi thương của hắn, Tống Thế An cũng không đành lòng, liền an ủi. Không, cháu sẽ không bao giờ hiểu được nàng tốt biết chừng nào. Sống hơn 20 năm nay, ông chưa từng gặp một cô nương nào đặc biệt như vậy. Vừa xinh đẹp, lại vừa phóng khoáng, còn biết kinh doanh nữa. Đúng là ra được phòng khách, vào được phòng bếp. Người đàn ông đó ắt phải tú mấy kiếp mới có phúc lấy được nàng. Nghe nói còn là một tay rất cổ hủ nghiêm nghị. Ôi cô nương tốt như vậy, sao có thể gả cho một người đàn ông như thế chứ? Triển Dịch Chi không cam lòng nói. Tống Thế An lẳng lặng lấy tờ giấy tuyên thành trong tay hắn ta, cẩn thận hỏi. Vậy ông định làm thế nào? Triển Dịch Chi nói. Thầy bói nói năm nay hoa đào của ông sẽ tới. Giờ cũng đã hơn nửa năm trôi qua rồi nên ông nghĩ nàng nhất định là đóa hoa đào đó. Nếu mục tiêu đã định rồi, ông nhất định phải thật trân trọng nó. Cưới hay chưa cưới cũng chỉ là mây bay gió thoảng. Ông nghĩ kỹ rồi, ông sẽ chờ nàng ly hôn, sau đó lại cưới nàng về. Nàng tốt như thế sao? Nhìn dáng vẻ vô cùng chân thành của hắn ta, Tống Thế An không khỏi tò mò. Tuy Triển Dịch Chi không đáng tin cậy mấy, nhưng ánh mắt chọn phụ nữ vô cùng cao. Hắn ta mà không e ngại đó là một người phụ nữ đã kết hôn. Nếu không phải bị bùa mê thuốc lú thì chắc chắn cô gái đó phải có chỗ hơn người. Nàng là nương tử nhà ai? Triển Dịch Chi nghe hỏi thì vô cùng mất mát nói. Tới bây giờ, nàng vẫn luôn đến chẳng thấy người đi chẳng thấy bóng. Ông còn chưa biết nàng ở chỗ nào, rất thần bí. Có điều nếu cháu muốn nhìn, 3 ngày nữa ông dẫn cháu tới gặp. Chắc chắn 3 ngày nữa nàng sẽ xuất hiện. Tống Thế An nghĩ chút rồi đồng ý. Vậy đến lúc đó, cháu nhất định phải giúp ông nhé. Ông già kia nhà ông chắc chắn sẽ không cho ông cưới một người con gái đã có chồng đâu. Cháu phải nói vài lời hay giúp ông đấy. Tống Thế An toát mồ hôi, hình như hắn ta tính hơi xa thì phải. Có điều cuối cùng hắn vẫn gật đầu đồng ý. Nếu nàng ấy quả thực tốt như vậy thì giúp hắn ta một chút cũng được. Triển Dịch Chi có thể nhìn trúng một ai đó cũng không dễ dàng gì. Hai người đang nói chuyện thì người trong cung tới. Tống tướng quân. À, Triển đại nhân cũng ở đây ạ. À? Đúng lúc quá, đúng lúc quá. Hoàng thượng muốn triệu kiến Tống tướng quân. Nếu Triển đại nhân cũng ở đây thì đi luôn cùng đi ạ. À? Hoàng thượng mà thấy Triển đại nhân nhất định sẽ rất cao hứng. Ngày nào ngày ấy cũng nhớ đến ngài. Tiểu đoàn tử nói. Triển Dịch Chi xua tay liên tục. Không đi không đi, ta về trước đây. Tiểu toàn tử, ngươi coi như không nhìn thấy ta đâu nhé. Ta chưa từng tới đây. Ta chưa từng tới đây. Nói rồi hắn ta nhanh chân bỏ chạy như vừa gặp ma. Trong phòng nhanh như chớp đã không còn thấy ai nữa. Tiểu toàn tử ngăn cũng không ngăn được, khổ não nói. Sao mỗi lần gọi Triển đại nhân tiến cung ngày ấy đều như vậy chứ? Tống Thế An nhớ tới khoảng thời gian vui buồn lẫn lộn năm đó, khi Triển Dịch Chi ở trong cung, yên lặng không nói gì, cuối cùng chỉ bảo, thiên cơ bất khả lộ. Tiểu hoàng đế đang nằm xoài ra bàn xem tấu chương, thỉnh thoảng lại khoanh khoanh gạch gạch, vô cùng buồn bã chán nản. Thấy Tống Thế An bước vào, hắn liền ngồi bật người dậy. Tiểu Tống, người tới rồi à? Tùy tiện ngồi đi, đừng khách khí. Tống Thế An đương nhiên là không dám tùy tiện, mà chọn một vị trí thích hợp ngồi xuống. Không biết hoàng thượng triệu kiến vi thần là có chuyện gì? Tiểu hoàng đế quăng bút đi, gếch chân lên nói. Cũng chẳng có chuyện gì,
Chỉ là vì trẫm xem tấu chương nhàm chán quá nên muốn gọi ngươi tới đây cùng ngồi nhàm chán với trẫm ấy mà. Một người nhàm chán không bằng mọi người cùng nhàm chán. Tống Thế An không biết nói gì. Phải rồi, tiểu Tống, báu vật gia truyền của trẫm người nghiên cứu thế nào rồi? Tiểu hoàng đế chống chống cằm hỏi. À, một lúc lâu sau Tống Thế An mới nhớ ra hắn ta nhắc tới cái gì, da đầu vắt run. Muốn nói là ném vào xó rồi, nhưng nghĩ đến chuyện nói vậy, hoàng thượng chắc chắn sẽ truy cứu không chút kiêng dè, liền sửa lại nói. Vâng, cũng gần xong rồi. Cứ tưởng nói vậy là xong, ai ngờ tiểu hoàng đế lại trợn trừng mắt nói. Sao lại gần ổn là sao? Phải thông suốt, phải thông suốt. Tiểu hoàng đế lại nhanh chóng lắc đầu nói. Tiểu Tống à, vì sao trẫm cứ cảm thấy ngươi đang lừa trẫm ấy nhỉ? Ngươi luôn là chính nhân quân tử, hẳn là sẽ không xem thứ đó mới đúng. Tống Thế An vội đứng dậy cung kính nói. Thần không dám. Tiểu hoàng đế tiếp tục nhíu mày nói. Vậy ngươi nói cho trẫm xem, bên trong báu vật gia truyền đó của trẫm có viết một câu, là câu gì? Tống Thế An thoáng ngẩn người, trong đó còn có chữ sao? Tiểu hoàng đế thấy vậy, mặt nghiêm lại. Khi quân là trọng tội đấy. Tiểu Tống, ngươi phải nói cẩn thận. Tống Thế An không đoán được ý của hoàng thượng, cuối cùng đành cắn răng nói. Thật ra, thần quá bận rộn với việc công, chưa kịp nghiên cứu. Tiểu hoàng đế liền toét miệng cười. Vậy đêm nay tiểu Tống dành ra chút thời gian nghiên cứu một chút đi, sáng mai lại nói cho trẫm trong đó viết câu gì. Còn có người đi ép người khác xem xuân cung đồ à? Tiểu hoàng đế ngậm ngùi nói. Tiểu Tống này, trẫm cũng chỉ lo cho ngươi thôi, hy vọng ngươi sớm được làm cha mà, ngươi phải thông cảm cho nỗi khổ tâm của trẫm chứ. Nhìn thấy hoàng thượng ra vẻ thương nước thương dân thế kia, Tống Thế An chỉ cảm thấy đau đầu, nhưng cũng chỉ có thể đáp. Thần tuân chỉ. Đêm hôm đó, Tống Thế An ngồi một mình trong thư phòng, tập trung cao độ, mở báu vật gia truyền kia ra, sau đó tìm từng tờ một, tìm kiếm câu mà hoàng thượng nói kia. Có điều hắn tìm qua tìm lại đến vài lần, tìm đến mức mặt đỏ tai hồng, dục hỏa bùng cháy, nhưng cũng không tìm ra cái gì. Vì thế hắn nghĩ có lẽ vì hoàng thượng lấy cớ muốn ép hắn xem mà thôi. Ai ngờ đang định đóng lại, hắn lại vô tình nhìn thấy ở góc tờ bìa phía trong có một vết mờ. Hắn nhìn kỹ, thì ra vết mờ kia là một vài chữ rất nhỏ, rất khó đọc. Bên trên viết, làm người phải thuần khiết. Chương 44, ý loạn tình mê theo nhu cầu. Lại nói, sau khi Tống Thế An ở thư phòng nghiên cứu xong báu vật gia truyền của tiểu hoàng đế xong, ham muốn dục vọng bùng cháy lại càng không thể dập tắt được. Quay về phòng ngủ, thấy Tô Đường đang ngồi viết dưới ánh nến, hắn chỉ cảm thấy nàng thật xinh đẹp động lòng người. Thứ gì đó ở thân dưới cứng rắn như sắt, đang gào thét điên cuồng, muốn phát tiết. Tống Thế An căng cứng người, cố kìm nén đi vào phòng, trong rửa mặt mũi, rồi vừa đi vừa nghĩ, giờ cũng là qua 10 ngày nửa tháng rồi nhỉ. Tô Đường nhìn Tống Thế An đi qua, mày hơi nhíu lại, sao ánh mắt của hắn lại kỳ quái như vậy? Nàng khẽ nhún vai rồi tiếp tục cúi đầu viết lách. Lúc này, tuyên tử đẩy cửa bước vào, người mặc áo ngủ, trong tay còn ôm chiếc gối nho nhỏ. Nhiều ngày nay cậu vẫn ngủ cùng Tô Đường, chỉ lúc trưa mới quay về xướng tâm cư của mình. Vì đã quen chiếc gối nhỏ, cho nên lần nào cũng phải ôm nó đi tới đi lui. Nhìn thấy Tô Đường viết chữ trên bàn, tuyên tử chạy tới nhìn xem một lúc rồi bĩu môi đầy vẻ xem thường. Chữ xấu quá đi mất. Tô Đường thấy thế liền vỗ nhẹ vào mông thằng bé nói. Lên giường ngủ mau, đừng để bị lạnh, ta viết sắp xong rồi. Nghe vậy, tuyên tử vui vẻ đi lên giường. Khi Tống Thế An từ phòng trong đi ra, Tô Đường cũng đã viết xong tờ danh sách các món điểm tâm, thu dọn một chút rồi đi tắm. Vì vậy trong phòng chỉ còn lại hai cha con. Tuyên tử dịch vào trong. Phụ thân, lại đây ngủ đi ạ. Tống Thế An nghĩ chút, rồi lên giường. Tuyên tử thấy sắc mặt phụ thân đêm nay hình như có cái gì đó không ổn lắm, cũng không dám nói gì, chỉ ngoan ngoãn nằm đó. Một lát sau, Tống Thế An nói, Tuyên tử, đêm nay con quay về phòng mình ngủ đi. Tuyên tử quay đầu không hiểu, đang yên đang lành sao lại bắt cậu đi. Nhìn cái miệng hơi chề ra của thằng bé, Tống Thế An không đành lòng, nhưng cảm thấy thứ kia của mình đang dục dịch ngóc đầu dậy, lại chỉ có thể nhẫn tâm nói. Khi cha bằng con, vẫn luôn ngủ một mình. Tuyên tử, con đã trưởng thành rồi. Tuyên tử lặng lặng nhìn hắn một cái, lại cụp hai mắt xuống, dáng vẻ vô cùng tủi thân. Chờ mãi mà không thấy phụ thân đổi ý, lại chậm rãi ôm gối xuống giường, mặt đầy vẻ không muốn.
Cậu kéo dài thời gian, lê từng bước ra cửa, còn quay đầu lại nhìn, sao mẫu thân vẫn còn chưa tắm xong chứ? Khi Tô Đường đi ra, không nhìn thấy Tuyền Tử còn tỏ vẻ buồn bực. Ơ, người đâu rồi? Cảm nhận được mùi hương truyền đến khi nàng đi qua người mình, Tống Thế An thoáng rung động, sau đó khàn giọng nói. Nó không còn nhỏ nữa, cứ để ngủ thế cùng chúng ta cũng không được. Tô Đường liếc nhìn hắn cảm thấy hơi nghi ngờ, nhưng mặt hắn không chút thay đổi, lại cũng không nhìn ra manh mối gì, liền bĩu môi nói, chàng làm cha mà nhẫn tâm thật đấy, đứa bé nhỏ như thế mà. Nói xong nàng vén chăn lên chui vào. Vốn là khi Tuyền Tử ngủ ở đây, sợ nửa đêm thằng bé bị lạnh nên phải để cho thằng bé riêng một chăn, còn Tô Đường và Tống Thế An đắp chung một chăn. Giờ Tuyên Tử đi rồi, đương nhiên Tô Đường một mình một cái. Tống Thế An nhìn chỉ cảm thấy cái chăn thừa thãi kia thật là chướng mắt. Nếu đã thấy chướng mắt, ắt phải loại bỏ. Mà một cái chăn nhỏ bé thì đương nhiên cũng không làm khó được Tống Đại Tướng Quân. Chỉ thấy Tống Thế An hất chiếc chăn kia lên, sau đó kéo một cái. Rồi sau đó, Tô Đường lập tức bị kéo vào trong chăn của hắn. Chàng làm gì thế? Tô Đường đang mải tính toán chuyện cửa tiệm điểm tâm, đột nhiên bị kéo như vậy thì liền hoảng sợ. Nghe nàng hỏi, Tống Thế An cũng không trả lời, chỉ nằm ra vẻ mắt điếc tai ngơ. Tô Đường chừng mắt lườm hắn một cái, muốn lăn ra khỏi chăn, nhưng Tống Thế An lại nghiêng người ôm lấy cái eo nhỏ của nàng, khiến nàng không thể nhúc nhích được. Chàng muốn làm gì? Tô Đường trợn trừng hai mắt nhìn hắn, Tống Thế An nghĩ chút rồi đáp, thói quen. Nghe hắn nói vậy, Tô Đường ngẩn cả người, cảm nhận được lồng ngực rộng lớn rắn chắc lại ấm áp của đàn ông. Trong lòng nàng như có một dòng nước ấm lan tràn, bọn họ coi như cũng ngủ cùng giường nửa tháng rồi. Từ lúc không thể nào thích ứng được, đến hiện giờ coi như cũng tập mãi thành quen. Tuy khi ngủ hai người đều rất quy quy củ củ, cùng ngủ trong một chăn cũng không hề chạm tay chạm chân gì cả. Nhưng lâu lâu tỉnh dậy, sẽ phát hiện nếu không phải hắn ôm hông nàng, thì là nàng chui vào trong ngực hắn. Đột nhiên Tô Đường hơi ngờ vực, nói một tháng sau sẽ viết giấy từ hôn, giờ đã qua nửa tháng rồi, cứ thế này thêm nửa tháng nữa, liệu thực sự có viết được giấy từ hôn nữa hay không đây? Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tinh tế của hắn, Tô Đường lại cảm thấy khuôn mặt lạnh này cũng không đáng ghét như trước kia. Lúc trước hắn cũng có nói để mình ở lại, liệu nàng có nên thật lòng cân nhắc việc ở lại hay không? Dù sao ở đây cũng không có gì không tốt, tiệm cũng đã mở rồi, nàng cũng không bị trói chân trói tay quản lý nghiêm ngặt, không đi đâu được như nàng nghĩ lúc đầu. Hơn nữa, còn có cả một đứa bé đáng yêu như Tuyền Tử. Nhìn người phụ nữ cúi đầu mãi không nhúc nhích gì, Tống Thế An không khỏi hơi nghi hoặc. Nàng đang nghĩ gì vậy? Tô Đường đang nghĩ đến xuất thần, nên không kịp nghĩ nhiều, liền thốt ra. Ta đang nghĩ đến chuyện giấy từ hôn nửa tháng sau. Mặt Tống Thế An xa sầm xuống. Nàng thật sự muốn đi sao? Nếu vừa rồi Tô Đường còn hơi động tâm, thì hiện giờ nhìn thấy mặt lạnh, lại trưng cái bản mặt lạnh kia ra, nàng không khỏi hất cằm nói. Đương nhiên. Tống Thế An tăng thêm lực siết lấy hông nàng, nhào mắt nhìn nàng một lúc lâu sau, lại buông tay ra, xoay người không nói được lời nào, nhưng tay vẫn siết chặt lại. Đến tận giờ mà nàng vẫn còn muốn đi. Cảm thấy hơi ấm rời đi, Tô Đường liếc mắt thăm dò sắc mặt người đàn ông kia một cái, xem chừng hắn có vẻ hơi tức giận. Nàng không khỏi rối rắm vặn vẹo ngón tay, khẽ cắn môi, quyết định cuối cùng lăn trở về cái chăn của mình. Ai mà ngờ, nàng vừa mới vén chăn lên đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo vào trong lòng. Đi đâu? Tống Thế An trầm giọng hỏi. Bị người đàn ông ôm chặt cả lấy, lưng dựa vào lồng ngực nóng như lửa kia, toàn thân Tô Đường căng lên, sau đó dần dần mềm đi. Trong chăn nóng quá, ta muốn ra ngoài cho thoáng. Tống Thế An ngại ngùng sau đó lại nói, đêm lạnh, đừng để bị cảm. Tô Đường ngoan ngoãn chui trở lại. Được hắn ôm như vậy tuy rất thoải mái, nhưng dù thế nào cũng cảm thấy hơi kỳ quái. Tô Đường nghĩ vậy lại muốn trở mình một cái. Ai mà ngờ, vừa cử động đùi đã chạm ngay phải cái thứ gì đó. Tống Thế An không kìm được bật ra thành tiếng. Có trời mới biết, ôm người phụ nữ mềm mại ấm áp trong lòng, bản thân hắn bị hành hạ đến mức nào. Hơn nữa, những bức họa trong báu vật gia truyền kia cứ không ngừng quay cuồng trong đầu hắn, đúng là kìm nén đến sắp nổ tung mất. Tô Đường nhanh chóng ý thức được mình vừa chạm vào cái gì, vội thu chân lại không dám cử động nữa. Ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt Tống Thế An mơ màng, hai má đỏ hồng, lại thầm nhớ tới độ cứng vừa rồi của vật kia, không khỏi hít xong một hơi, lập tức công kích lạnh lùng nói. Không phải chàng lại uống nhầm thuốc chứ?
Không phải chàng lại uống nhầm thuốc chứ? Cứ làm như chỉ có lúc hắn uống nhầm thuốc thì mới cứng được ấy. Tống Thế An nhìn trời không biết nói gì, cảm thấy cô nàng kia đang lẳng lặng tránh né. Bàn tay to của Tống Thế An lại cua một cái, kéo nàng vào lòng. Này 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 này, chẳng lẽ chàng lại muốn húc ta đấy à? Mặt Tô Đường biến sắc. Tống Thế An lại nhớ tới heo mẹ phía dưới xỉu xuống. Tô Đường nói tiếp, lần trước đã nói rồi, hai bên không thiếu nợ nhau, ai cho chàng nuốt lời? Ta đã đồng ý rồi sao? Tống Thế An nhớ mày. Tô Đường cũng nhớ ra, hình như lần đó cái mặt lạnh này hoàn toàn không ý kiến gì thì phải. Ấy à, Tống Thế An nhào mắt. Lần trước nàng nói đều theo nhu cầu phải không? Tô Đường cảm giác người đàn ông này càng lúc càng mập mờ, không dám động đậy, mặt nhăn nhó nói, nhưng chàng không cần mà. Ta cần. Tống Thế An bày tỏ xong ý nguyện một cách ngắn gọn xúc tích, sau đó lật người đè lên. Trong đầu Tô Đường chợt lóe lên, đưa tay đẩy ngực hắn. Nhưng mà nguyệt sự của ta còn chưa hết. Tống Thế An suýt nữa thì thua luôn, bên dưới lại xìu xuống chút nữa. Không phải nàng nói 10 ngày nửa tháng sao? Tô Đường vội gật đầu, bày ra vẻ mặt vô tội. Thì vốn là 10 ngày nửa tháng, nhưng không biết lần này làm sao lại kéo dài thế này. Vậy còn phải bao lâu nữa? Tống Thế An chống người lên hỏi. À, cũng không nói chính xác được. Nếu nó cao hứng thì có khi chỉ 2-3 ngày thôi. Còn nếu nó mất hứng, chưa biết chừng còn phải chờ 7-8, 10 ngày nữa. Nhìn ánh mắt lóe sáng của nàng, Tống Thế An thầm nghĩ, một tháng chảy máu mất hơn 20 ngày mà nàng còn chịu nổi sao? Nghĩ vậy, hắn quyết định lần tay xuống tìm hiểu cho đến cùng. Tô Đường thấy vậy thì hoảng hốt giữ bàn tay đang di chuyển xuống dưới của hắn. Không được sờ lung tung, không được sờ lung tung. Bàn tay đàn ông ấm áp mạnh mẽ, Tô Đường vừa nắm lấy, dòng nước ấm lại lan tràn khắp cơ thể. Cảm nhận được hơi thở của hắn, Tô Đường chỉ cảm thấy hô hấp hơi khó khăn, mà người cũng như nhũn ra. Nhận ra sự biến đổi của bản thân mình, Tô Đường thoáng nóng mặt, tim đập mạnh. Những hình ảnh lần trước lại hiện lên trong đầu khiến nàng thêm khó kìm nén. Tay Tống Thế An bị nàng cầm lấy, toàn thân đều bị kiểm hãm, nhìn người phụ nữ bên dưới mình hơi trề môi ra. Trong lòng rung động, liền cúi đầu hôn nàng. Đầu tiên là chạm khẽ, sau đó lại cảm thấy không đủ, liền ngậm lấy. Tuy Tô Đường hơi động tình, nhưng vẫn còn không được thoải mái nên nghiêng đầu trốn tránh, tay vẫn không ngừng chống cự. Tống Thế An không làm cách nào để đạt được, mặt đầy vẻ dục cầu bất mãn. Cuối cùng hắn giữ luôn lấy đầu nàng, không cho nàng động đậy lung tung nữa. Thấy hành vi càng lúc càng càn quấy của hắn, Tô Đường vừa tránh né vừa hô, xong rồi xong rồi, nhất định là chàng lại uống nhầm thuốc rồi. Nghe nàng lải nhải như thế, Tống Thế An không kìm được, không uống thuốc cũng làm được. Thật sao? Tô Đường vẫn còn dây dưa. Tống Thế An cũng không muốn trả lời nàng nữa, cúi đầu tiếp tục hôn môi nàng, một tay lần từ lưng nàng tới bên hông, nơi đó vẫn luôn là nơi nhạy cảm của nàng. Mỗi lần vừa chạm vào đây, nàng sẽ cong người lên, khẽ rên rỉ, mà lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thấy nàng khẽ nhíu mày, Tống Thế An liền thừa dịp nàng đang mơ màng, người mềm nhũn ra không còn sức lực, liền đưa lưỡi tách môi nàng ra, xông thẳng vào rồi công thành chiếm đất. Tay kia cũng ôm lên nơi mềm mại đầy đặn mà hắn vẫn luôn mê muội kia. Bàn tay to ôm trọn lấy bầu ngực, cảm giác thỏa mãn nhất thời tràn ngập trong tim. Tô Đường không kìm được khẽ rên lên, ngừng bị vuốt ve, ấn bóp không ngừng. Hai quả hồng môi còn thường bị ngón tay khiêu khích, khoái cảm lập tức dồn dập ùa tới. Tô Đường cảm thấy toàn thân như bốc lửa, cơ thể dần biến thành nước. Nàng vẫn muốn đẩy ra, nhưng lại bị hắn chế ngự cả hai tay không nhúc nhích được. Hai chân đạp loạn lên, cũng bị cơ thể hắn chặn lấy. Tô Đường thở hổn hển, toàn thân như tê dại, cũng rất bi thương nhận ra rằng hiện giờ nàng cũng có nhu cầu. Trong lúc ý loạn tình mê, quần áo bị lột ra hết, Tống Thế An cũng dần đẩy hai chân đang khép chặt của nàng. Chương 45: Xâm nhập vào đường mòn sâu thẳm. Khi Tô Đường cảm giác đường quần áo bị cởi hết, hai chân lạnh như băng, khiến nàng thoáng tỉnh táo một chút. Nhớ đến chuyện túng quẫn đêm đó ở nhà mẹ đẻ, muốn lật người vùng lên không thành công, sinh lực không khỏi bùng lên. Nàng ngăn động tác muốn đi vào của người nào đó lại, nghiêm mặt nói, để ta tới. Nói xong nàng đưa tay đẩy hắn nằm xuống, xoay người ngồi lên. Khóe miệng Tống Thế An khẽ mỉm cười. Đêm đó nàng cũng kiên quyết như vậy, nhưng chỉ lên không được bao lâu đã mệt đến mức không nhúc nhích được. Nhìn dáng vẻ đầy tự tin của nàng, hắn quyết định chiều ý nàng, cứ để tùy nàng giày vò đi. Dù sao đến lúc đó nàng cũng vẫn sẽ không chịu được nổi nằm xoài ra ngay ấy mà. Tống Thế An vốn cực kỳ tuấn tú, có điều bình thường luôn không bày tỏ cảm xúc gì.
dáng vẻ như muốn đẩy người ta ra xa ngàn dặm, nên người ta chỉ cảm thấy người này rất nghiêm túc lạnh lùng mà quên đi diện mạo của hắn. Hiện giờ hắn cười như vậy đúng là như băng tuyết tan chảy, vạn vật hồi sinh, lại thêm gương mặt ửng hồng, hai mắt mơ màng, quả thật là vô cùng quyến rũ. Tô Đường nuốt nước miếng, chấn định lại, sau đó cười giảo hoạt, cúi đầu hôn nhẹ lên môi hắn một cái đùa giỡn. Lãnh mỹ nhân, cười với đại gia ta một cái này. Nụ cười trên khóe môi thoáng cứng lại, nhìn bộ dáng lúng túng đó của hắn, Tô Đường lại nổi hứng đùa cợt, nhào mắt cười, rồi lại cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào môi hắn. Mỗi khi hắn nâng đầu lên định hôn thì nàng lập tức tránh ra xa, tay nàng còn không ngừng sờ soạng trên người hắn, di chuyển khắp nơi, hoặc là vuốt ve bên hông, hoặc là khoanh vòng tròn trên ngực, miệng không ngừng trêu tức, mỹ nhân, làm cho đại gia vui vẻ đi nào. Tống Thế An bị nàng trêu chọc đến run rẩy khắp tứ thi, dục hỏa thiêu đốt, nhưng cô nàng này mãi vẫn không chịu vào chủ đề chính, đúng là kìm nén quá mức khiến hắn cũng muốn chết luôn. Nhìn người phụ nữ cắn môi cười vừa mê hoặc vừa bỡn cợt, lại thường cảm nhận được hai nơi mềm mại đầy đặn lướt qua ngực mình, thứ phía dưới kia đã sớm dựng thẳng lên như kiếm, chỉ chờ đột phá. Cuối cùng, chờ đến khi bàn tay nàng vuốt ve lúc nặng lúc nhẹ ở bên hông, rốt cuộc hắn không nhịn được nữa, giữ lấy thắt lưng nàng, hơi nhấc nàng lên, sau đó đỡ lấy con rồng lớn của mình định xuyên thẳng vào. Cảm nhận được quân địch đang lấp ló ngoài cửa thành, Tô Đường lập tức vặn vẹo eo tránh thoát. Nhìn nét mặt buồn bực của Tống Thế An, nàng hơi nhướng đôi mày thanh tú nói, hôm nay bà đây nắm quyền. Tống Thế An khàn giọng nói, đánh nhanh thắng nhanh. Thấy mặt hắn đỏ bừng có vẻ rất khó chịu, Tô Đường cũng không đùa dài nữa, nhấc người tìm đúng mục tiêu để ngồi xuống. Có điều, thứ đồ chơi kia tuy đứng thẳng, nhưng tùy tiện ngồi xuống thì làm thế nào cũng không vào được. Tô Đường thử vài lần không xong, không khỏi bực bội. Sao mỗi lần chàng vào được ngay mà ta thì không được thế? Bị nàng ngồi xuống vài lần, không khống chế nặng nhẹ. Tống Thế An vừa đau vừa chướng, thấy dáng vẻ khổ não của nàng, hắn vừa bực lại vừa buồn cười. Đỡ nó, từ từ ngồi xuống. Hả? Tô Đường hơi há hốc mồm, cúi đầu nhìn thứ lớn đang đứng hiên ngang kia, da đầu run lên. Đỡ á? Dùng tay à? À, thấy nàng do dự, Tống Thế An nghĩ không thể cứ tùy nàng nữa, còn dây dưa tiếp thì trời cũng sáng đến nơi rồi. Vì thế lại đưa tay ra, một tay đỡ hông nàng, một tay đỡ lấy thứ hiên ngang đang gào thét kìa. Sau đó không chờ nàng dãy giụa, hăng hái xông thẳng vào. Á, chẳng không nhẹ được một chút hay sao? Bị tiến vào đột ngột, dù con đường nhỏ đã được mưa tưới ướt át, nhưng vẫn rất hẹp. Vì thế Tô Đường đau đến kêu thành tiếng, cơ thể thoáng cong lên muốn rời đi. Khó khăn lắm mới được toại nguyện, Tống Thế An sao có thể để nàng chạy đi được. Vì thế vừa cảm giác được động tác của nàng, hắn liền ngồi bật dậy ôm nàng vào lòng. Tư thế kia vốn đã khiến da thịt hai người càng chặt khít với nhau rồi, giờ Tống Thế An còn ôm chặt nàng, nên cây kiếm sắc bén đó càng xông sâu hơn. Tô Đường bị kích thích run cả người, đột nhiên cảm giác như một cơn mưa xuân ùn tới, nháy mắt lên đến đỉnh điểm. A! À, Tô Đường không kìm được tiếng rên rỉ, tay chân cũng mềm nhũn ra. Nhìn thấy nàng nheo mắt mơ màng, gương mặt ửng hồng, lại mềm mại rũ vào lòng. Tống Thế An cười cười lắc đầu, thế này mà còn muốn chiếm thế chủ động à? Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng, hông cũng bắt đầu cử động, nhưng lại không dám dùng sức nhiều, sợ làm đau nàng. Cơn choáng váng chưa kịp đến đã vội đi, khoái cảm lại ùa tới. Cảm nhận được sự va chạm dịu dàng của hắn, Tô Đường mở mắt ra, thấy khóe môi hắn khẽ cười, đầu nóng lên, liền tiến lại gần cắn một miếng. Tống Thế An bị đau, cũng ăn miếng trả miếng cắn lại một cái, nhưng rốt cuộc cũng không nỡ, vừa chạm tới đã bị phủ kín rồi. Rồi say sưa mút vào, tham lam hưởng thụ sự ngọt ngào đó. Tay hắn cũng không nhàn rỗi, phủ lên trên bầu ngực nàng, đẩy lên cao rồi xoa rồi nắn, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay nghịch ngợm hai quả hồng môi kia. Tô Đường toàn thân nhũn ra, từng dòng nước ấm tuôn trào trong cơ thể, tê dại khó kìm nén, eo cũng không nhịn được vặn bên này vặn bên kia, trên môi không ngừng vang lên những tiếng rên rỉ khe khẽ. Tống Thế An biết nàng sắp lên đỉnh, liền đỡ eo nàng vận động mạnh hơn. Dưới sự vận động mãnh liệt của hắn, nàng khẽ nheo hai mắt lại, răng nhẹ cắn môi, mái tóc đen dài khẽ lay động, ngực nảy lên, eo nhỏ bị hắn đỡ lấy điên cuồng nâng lên hạ xuống, tiếng rên rỉ ngân nga chuyển biến đến vô tận. Cuối cùng, tiếng thở gấp, nghe đến tiêu hồn thực cốt vang lên, ngón chân nàng cứng lại, toàn thân căng lên sau đó rũ người vào lòng người kia.
Tô Đường lạc vào giọng mây, Tống Thế An lại thấy chưa đủ, cảm thấy tư thế này không tiện làm việc lắm, liền thừa lúc Tô Đường đang mơ màng, xoay người nàng lại, đè lên, sau đó nâng chân nàng lên vòng lấy eo mình, tiếp tục rong ruổi. Ánh trăng ngoài cửa sổ ló từ phía tây, nến đỏ trên bàn đã cháy hết, diêm y rơi đầy đất, lẫn lộn vào nhau, cùng nghe khúc hợp hoan. Tiếng rác giường lay động kêu vang, tiếng nước va chạm triền miên không nghỉ, nhưng cũng không bằng tiếng nỉ non khe khẽ, nhẹ nhẹ một chút. Đến tận nửa đêm, thấy hắn vẫn ra vào không ngừng nghỉ, Tô Đường mới túm chân gào khóc. Mặn lạnh khốn kiếp, không phải chàng nói đánh nhanh thắng nhanh sao? Đừng có lại gần đây nữa, hu hu. Sáng hôm sau tỉnh lại, quả nhiên Tô Đường lại đau hết cả thắt lưng, xương sống, chân như nhũn ra, nhìn Tống Thế An đang thay y phục, trên mặt nàng đầy vẻ oán hờn. Tinh thần Tống Thế An lại sảng khoái thoải mái, quay lại thấy nàng đang trợn mắt nhìn mình. Hắn nghĩ nghĩ chút rồi bước tới. Này 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 này, chàng còn định làm gì hả? Tô Đường thấy hắn kéo tay mình sang, sợ đến mức chui vào trong giường. Tống Thế An bật cười bế nàng lên nói, bế nàng đi tắm. Tô Đường nghe vậy cũng không từ chối, chân nàng mềm nhũn thế này rồi, muốn đi vào phòng trong còn khó, gọi nha hoàn tới giúp thì lại ngại. Có điều trong lòng vẫn có ngọn lửa nhỏ âm ỉ thiêu đốt. Vì vậy, nhìn thấy làn da cổ của Tống Thế An lộ ra, nàng chợt thấy ngứa răng, ghé đầu lên cắn một miếng. Vì thế, sau khi lên triều, cho đến lúc bị giữ lại để bàn bạc chuyện quốc gia đại sự, tiểu hoàng đế liền nhạy bén nhìn thấy ngay đầu mối. Vì thế đương nhiên, Tống Thế An bị giữ lại, tra hỏi một phen. Tiểu Tống, người bị muỗi đốt à? Tiểu Tống, muỗi nhà người to thật đấy. Tiểu Tống, răng của muỗi nhà người to đến thế à? Xem ra Tiểu Tống đã nghiên cứu thấu hiểu hết báu vật gia truyền của trẫm rồi nhỉ. Này, Tiểu Tống, người xem xong rồi thì trả lại trẫm đi. Tiểu Tống, người đừng có tiếc rẻ chứ. Lâu hôm trước trẫm chỉ nói là cho người mượn thôi mà. Thật ra, Tiểu Tống à, đó là quyển thượng. Nếu người muốn xem tiếp, trẫm có thể cho người miễn nốt quyển hạ nữa. Tiểu Tống, người thật sự không cần mượn sao? Thật sự không cần mượn sao? Tiểu Tống, người mượn một chút đi mà. Gần đây mẫu hậu kiểm tra nghiêm ngặt lắm. Trẫm còn chưa biết giấu vào chỗ nào đây này, hu hu. Vì thế, đến sau cùng, khi Tống Thế An rời khỏi hoàng cung, trong tay lại cầm thêm một chồng sách, hơn nữa sắc mặt vô cùng kỳ quặc. Có ai có thể nói cho hắn biết vì sao quyển thượng quyển hạ lại có hẳn đến 16 quyển không? Sao hoàng thượng lại có nhiều xuân cung đồ như thế chứ? Sau đó, Tống Thế An nghĩ đi nghĩ lại, quyết định bẩm báo việc này với Hoàng Thái Hậu. Vì vậy, trong cung liền dâng lên làn sóng kiểm tra nghiêm ngặt. Trong sử sách ghi lại là quét gió vàng. Còn vì sao lại gọi là gió vàng à? Ha, là vì bìa những quyển sách này đều mang cùng một màu vàng, tươi đẹp người người đến cùng cực. Sau khi giông tố qua đi, ngày nào tiểu hoàng đế cũng nhìn Tống tướng quân bằng ánh mắt vô cùng đau thương ai oán. Nếu có người nào tai thính thì còn nghe thấy mấy lời lẩm bẩm như qua sông đoạn cầu, vong ân phụ nghĩa vân vân. Mà khi đêm dài tĩnh lặng buông xuống, nỗi oán niệm lại càng sâu hơn, như là ôi, có thiếu niên nhà nào mà không tư xuân chứ. Đương nhiên, ảnh hưởng lớn nhất của trận bão này đó là tiểu hoàng đế cô đơn không chịu được, bắt đầu suy nghĩ đến những thú vui khác của đời người. Có điều, thú vui trong thiên hạ rất nhiều, nhưng lại rất ít cái có thể vừa mắt chẫm. Rất lâu sau, tiểu hoàng đế cũng không tìm được thú vui gì có thể sánh được với việc xem xuân cung đồ, nên cả ngày ủ rũ, giống như một đóa hoa héo rũ vậy. Cho đến một ngày nào đó, hắn ta bị Hoàng Thái Hậu ép đọc nhật ký của hoàng đế. Đương nhiên, Hoàng Thái Hậu vốn muốn làm cho hắn ta học hỏi theo đạo thánh hiền của tiên đế. Nhưng sau khi tiểu hoàng đế ngáp vô số lần xong, ánh mắt chỉ còn lưu lại bốn chữ, cải trang vi hành. Cải trang vi hành ư? Tiểu hoàng đế sờ cằm, ánh mắt sáng lên, mặt tươi rói rói. Thảo nào, cha làm hoàng đế vài chục năm cũng không thấy nhàm chán. Hóa ra ông có trò chơi vui như vậy. Nhưng vì sao cha không nói cho con biết sớm chứ? Làm con buồn chán bao nhiêu năm như vậy? Hừ, thật chẳng thú vị gì cả. Tiểu toàn tử, mau, sai người làm một bộ y phục cải trang, trẫm muốn vi hành. Khi tiểu hoàng đế ồn ào muốn cải trang, thì tiệm điểm tâm thêm một phần nữa cũng đến ngày khai trương.